Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với một cái video gọi là chia sẻ những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn về hamster nha. Rồi, và nói chung là mấy hôm trước có một bạn nhắn tin nhắn vào Facebook của mình á, thì bạn đã hỏi rằng á là hiện tại thì trên thế giới đang có một cái dịch bệnh rất là nặng, đó chính là dịch bệnh virus corona. Thì các bạn đó hỏi là cái dịch bệnh đó thì hiện tại thì nó đang rất là lây truyền rất là nhanh luôn, từ người sang người rất là nhanh luôn. Thì các bạn đó hỏi rằng là cái dịch bệnh đó có thể lây nhiễm qua hamster hay là không, và từ cái con chuột hamster đó thì nó có lây nhiễm qua cái người nuôi hay là không. Đó, thì câu hỏi của bạn đó rất là hay luôn, và mình nghĩ rằng là sẽ có khá là nhiều bạn sẽ có thắc mắc giống như các bạn đó. Vì thế là hôm nay mình sẽ giải đáp, làm một cái video nhỏ nhỏ như thế và giải đáp cho các bạn xem là nó có ảnh hưởng gì không nha. Và trong cái video này thì những cái giải đáp của mình đó cho các bạn á, thì đều là những cái suy nghĩ riêng, ý kiến riêng của mình thôi nha, chứ mình không khẳng định là nó sẽ đúng hoàn toàn 100%. Và cái con virus đó thì hiện tại thì nó lây truyền rất là nhiều, và hiện tại thì trên thế giới cũng như là bên Trung Quốc đồ, người ta vẫn chưa có cái vaccine phòng bệnh cũng như là cái vaccine mà để gọi là thuốc mà để gọi là tiêu diệt cái con virus đó. Thì cái con virus đó thì hiện tại thì nó lây sang người nè, lây sang gọi là nước bọt, rồi hơi thở, rồi là các bạn bám tay vào con virus đó thì nó vẫn lây truyền qua cơ thể của chúng ta. Còn đối với chó mèo thì nó vẫn lây nha. Chó mèo thì mình nghe cái được tin đó là nó lây qua chó mèo luôn nha, chứ không trừ vào ngoài chó mèo nha. Còn về con hamster thì các bạn nghĩ là nó có lây qua con hamster hay là không? Thì chắc chắn là chó mèo thì nó cái con virus nó xâm nhập được, thì con hamster thì nó chắc chắn là sẽ được nha. Tại vì con hamster là cái sức đề kháng nó sẽ yếu hơn con chó mèo rất là nhiều. Vì thế là hamster thì nó sẽ có khả năng lây nhiễm cái bệnh đó, có thể là sẽ cao hơn chó mèo đấy. Rồi, và con virus đó thì nó có thể là lây qua những cái con chuột hamster mà các bạn đang nuôi. Thì chắc chắn là các bạn xem đến đây thì các bạn sẽ rất là sợ, đúng không? Thì theo mình thấy ở trên hội đồ thì có bạn thì đã bán hamster đi. Đấy, có bạn thì gia đình người ta nghe cái dịch bệnh như thế thì ba mẹ không cho nuôi nữa và bắt buộc phải bán đi hoặc là bỏ đi. Đấy, thì theo mình nghĩ thì các bạn không nên bán những con chuột đó hoặc là các bạn bỏ nó đi nha, mà các bạn hãy giữ lại nuôi. Nếu như cái con chuột của bạn mà bạn nuôi trước khi mà cái dịch bệnh nó xuất hiện ra, nó phát tán ra, thì các bạn hãy giữ những cái con chuột đó của các bạn đang nuôi á, thì các bạn hãy tiếp tục nuôi bình thường. Còn những bạn nào mà dự định mua chuột nuôi trong thời gian hiện tại nha, trong thời gian hiện tại, thì các bạn phải lưu ý là mua ở những cái shop nào mà người ta uy tín một tí, ở những cái shop nào mà người ta bán lâu năm rồi đó, những ta uy tín, người ta đảm bảo cho các bạn chuột đó là chuột sạch, chuột an toàn, chuột không có bệnh, thì các bạn hãy mua đó. Cho dù là cái giá chuột đó nó có cao một tí thì các bạn, mình khuyên các bạn là nên mua, chứ các bạn đừng có mua những cái con chuột mà tạp nham quá. Ví dụ như là những cái con chuột mà ta bán ngoài hỗ trợ rồi đó, đó ngoài hỗ trợ thì có những cái hỗ trợ người ta bán chuột hamster rất là nhiều, và những chuột đó thì không rõ nguồn gốc thì các bạn tốt nhất là đừng có mua. Đấy, mua về nhiều khi là con chuột nó bị bệnh mà các bạn chơi với nó thôi thì nó sẽ là lây bệnh cho các bạn đó. Thì cái thứ nhất là các bạn nào mà dự định mua chuột nha, dự định mua chuột trong cái thời điểm hiện tại, thì các bạn phải lựa shop nào mà an toàn một tí, nó uy tín một tí, và các bạn phải hỏi cái chủ mà bán chuột á, bạn phải hỏi thật là kỹ nha. Rồi, còn đối với những bạn nào mà nuôi chuột, mà con chuột của bạn nuôi đã lâu rồi, trước khi mà cái bệnh dịch bệnh này nó lan truyền ra, thì các bạn hãy nuôi bình thường. Và trong cái quá trình nuôi á, để mà đảm bảo mà cái bệnh nó không lây truyền hoặc là phát sinh ra đối với con chuột của các bạn á, thì các bạn phải thực hiện những cái bước vệ sinh như sau, thì nó sẽ đảm bảo cho cái dịch bệnh nó không có bị lây truyền nha. Và cái thứ nhất là khi mà đối với chuồng hamster đồ á, thì các bạn phải thường xuyên vệ sinh, các bạn thường xuyên thay lót chuồng đồ cho nó. Các bạn xài mùn cưa thì các bạn phải thường xuyên thay lót chuồng để đảm bảo cho cái chuồng hamster của bạn nó sạch sẽ nhất. Các bạn nào xuyên nữa thì mỗi lần mà các bạn thay mùn cưa, thay lót chuồng á, thì các bạn lấy gọi là xà bông đồ, các bạn lấy nước đồ, các bạn rửa cho nó sạch luôn đó, các bạn để lót chuồng mới vào và để con chuột các bạn vào. Còn chuột đồ thì các bạn tắm cát đồ cho nó thường xuyên một tí, cho nó sạch sẽ, lông nó sạch sẽ một tí thì nó sẽ đảm bảo hơn nha. Rồi, và một điều rất là quan trọng là khi các bạn mà chơi với nó, các bạn gọi là vuốt ve đồ nó đấy, thì sau mỗi lần mà các bạn chơi thế thì các bạn phải đi rửa tay bằng xà bông nha, hoặc là nước rửa tay chuyên dụng thì càng tốt đó. Thì
Cái này thì không phải là khi cái dịch bệnh này nó phát tán thì các bạn mới làm cách này nha, mà hàng ngày đó, mỗi khi mà các bạn hàng ngày hàng giờ, mỗi khi mà các bạn chơi với nó thì các bạn phải gọi là rửa tay bằng xà phòng lại. Thì các bạn mỗi khi mà các bạn rửa tay đó, các bạn rửa tay nhiều lần thì nó sẽ thành một cái thói quen và nó sẽ gọi là giữ cho cái tay các bạn sạch hơn. Vì trong cái lông của chuột hamster nó sẽ không có được sạch đâu nha các bạn. Đấy, vì tại vì khi mà con chuột hamster nó nằm ở trên lót chuồng rồi đó thì cái nước tiểu hoặc là phân của nó sẽ dính vào lông của nó thì nó sẽ khá là dơ. Vì thế là các bạn nựng nó xong rồi, vuốt ve nó xong rồi thì các bạn phải đi rửa tay bằng xà bông lại cho thật sạch. Các bạn có thể rửa 1 đến 2 lần đó thì nó sẽ đảm bảo sạch hơn. Rồi các bạn trước khi ăn đâu đó thì các bạn phải rửa tay đồ sạch sạch nha. Đối với chó mèo thì các bạn có thể là đem những cái con thú cưng của bạn ra phòng thú y đồ để người ta xét nghiệm đồ coi nó có bị lây cái bệnh con virus đó hay là không. Còn đối với hamster thì mình không biết là ở ngoài những cái tiệm thú y thú cưng người ta có gọi là xét nghiệm được hay là không, hoặc là có cái thuốc gì đó để phòng ngừa hay là không. Thì cái này các bạn có thể gọi là đem cái con chuột hamster của bạn ra cái phòng thú y để hỏi xem cái người bác sĩ đó người ta có gọi là xét nghiệm được là cái con chuột của bạn nó có bị lây bệnh hay là không nha. Rồi và một cái nữa là khi mà các bạn vuốt ve chơi với con chuột hamster thì các bạn đừng có nên để gần với miệng hoặc là mũi quá. Các bạn để xa xa ra một tí, các bạn lại dùng hai cái bàn tay các bạn vuốt ve thôi. Rồi vuốt ve xong thì nhớ giùm mình là phải đi rửa tay là thật là sạch nha. Hãy rửa tay là bằng xà bông hoặc là nước rửa tay thì càng ok hơn. Rồi các bạn hãy gọi là đi sinh hoạt những cái việc khác. Rồi và đây là một cái video nhỏ của mình giải đáp một cái thắc mắc cho một bạn ở trên Facebook. Và mình nghĩ là cái thắc mắc này về cái đại dịch corona này thì sẽ có rất là nhiều bạn cùng thắc mắc đối với những các bạn đó. Vì thế là hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ nhỏ như thế, cũng như là chia sẻ những cách phòng ngừa cơ bản kịp thời trong cái thời điểm hiện tại. Thì các bạn nên áp dụng theo những cái cách này của mình thì nó sẽ đảm bảo là bạn không bị nhiễm bệnh, cũng như là đảm bảo sức khỏe cho con chuột của các bạn nha. Rồi và video của mình ở đây cũng sẽ kết thúc, và nếu như mà thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Tại hiện tại thì mình chuẩn bị vào học các bạn, mình đã nghỉ Tết được 2 tuần mình chuẩn bị vào học rồi. Thì sắp tới là có thể là mình sẽ ra video không nhiều nữa nha, khoảng đâu đó là 1-2 tuần gì đó mình mới ra được một cái thôi. Thì vì vào học thì mình có rất là nhiều việc, học buổi sáng buổi chiều, với lại việc có hàng đồ của mình rất là nhiều. Vì thế là mình không có ra video thường xuyên nữa. Thì sau khi mình học xong thì có thể là mình sẽ làm video nhiều hơn cho các bạn xem nữa nha. Và các bạn hết sức là thông cảm cho mình nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.